Minh Triệu, Đồng Hồ Hiệu à, Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Chopat. Đây là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ Sản phẩm sử dụng thân vỏ toàn bộ bằng vàng khối 18K AU750 Và đây là vàng Yellow Gold à, Chúng ta sẽ có một chiếc được tạo hình với dạng hình bầu dục Đường kính là 40x41 và cặp lung càng là 48 Nó sẽ tương đương với size 42 của mặt tròn Và với thiết kế này thì chắc chắn rồi sẽ phù hợp với anh em cổ tay to anh em cổ tay từ 16 16.5 trở lên đeo sẽ rất là đẹp ạ và với một chiếc được trang bị một cái đường kính lớn như thế lại trên một chiếc đồng hồ vàng khối thì hàm lượng vàng trên chiếc này nó thực sự rất là nhiều cầm cực kỳ nặng tay anh em nhé và chiếc châu của chúng ta ngày hôm nay mang mã quốc tế là chopat loc prime foundation 16 gạch chéo 2235 162235 và với mặt đều màu trắng và mà bên trong mặt số của chúng ta thì chia làm hai lòng lòng trong cùng thì được trải những cái vân họa tiết tia nắng rất là đẹp nó tỏa ra từ trục trung tâm lòng ngoài cùng thì được hoàn thiện phay xước và chúng ta sẽ có bộ kim cọc trên chiếc này toàn bộ được thiết kế bằng vàng khối nhá nổi bật với những cái cọc số arabic được thiết kế lòng ngoài cùng rất là to rõ ràng riêng vị trí góc 12 giờ của chúng ta thì được Chopat thay số 12 bằng một cái logo của thương hiệu rất là đẹp bộ kim được tạo hình đẹp với dạng kim lưỡi kiếm và được thiết kế dạng skeleton và chúng ta sẽ có kim dây được thiết kế rất là độc đáo với dòng chữ là OC ở phần chuôi kim và kim cái cái đầu kim nó thiết kế dạng mũi tên và cái đích đến của chúng ta thì sẽ là những cọc số và đặc biệt là kim dây này chạy rất là mượt anh em nhé tuyệt vời luôn mặt kính sử dụng vẫn là một cái mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được vết xước toàn bộ thân của chúng ta thì được thiết kế bằng vàng rồi và được hoàn thiện bóng núm chính nằm tại góc 3 giờ với một cái logo của Chopard đó, đi kèm thì sẽ là một sợi dây da cá sấu màu nâu canh rán Đó, rất là hợp Đi kèm nữa chúng ta sẽ có một cái khóa xiên của Chô bát này Với dòng chữ phát bên trên Bên dưới thì sẽ là đầy đủ những chuyện ký hiệu của vàng Chuyện cân tiểu ly, chuyện đầu chó và chúng ta sẽ có chuyện của hãng Phần đáy của chúng ta thì được thiết kế một cái đáy kín Và chúng ta sẽ có được cố định bởi rất là nhiều những con ốc vít nằm tại các điểm Và chúng ta sẽ có đầy đủ những thông tin như là một cái mã reference này, một số series number này À, đây là một chiếc với cái số thứ tự là 181 trên 200 chiếc toàn cầu Một cái bản giới hạn rất là đặc biệt Đó, ở Đây chúng ta sẽ có một cái logo của Chopard này The Print Đó Toàn bộ phần đáy thiết kế bằng vàng khối với đầy đủ những cái chuyện này Chuyện 750, chuyện cân tiểu ly này Ở đây chuyện cổ hãng và bên này là chuyện đầu chó Vecna Đó, cầm rất là nặng vàng luôn Đó, Bộ máy sử dụng trên chiếc này là bộ máy in-house do hãng tự chế tạo sản xuất Cô máy này có thời lượng là chữ cốt lên tới 60 giờ Đó, rất là đẹp và nếu như anh em khi nào mà chúng ta cần đi lau dầu bảo dưỡng chiếc châu này Chúng ta có thể chụp lưu lại tầm mình bộ máy bên trong nó rất là tuyệt vời anh em nhé Và trên này thì bên mình về với tình trạng là chỉ còn đồng hồ mà thôi Một chiếc qua sử dụng độ mới cũng rất là cao Bên mình giao lưu lại với anh em mức giá là 6.800 đô Thực sự là một cái mức giá rất là tốt cho một thương hiệu lớn Sử dụng thân vỏ vàng khối Mang cho mình cụ máy in -house, rất đáng để chơi và sưu tầm và Nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thích Liệt Hoàng Mai Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.